Rồi, xin chào tất cả các bạn nha, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đi review cho mọi người một cái sản phẩm mình mới mua mọi người. Mình lắp cho anh em mình. Đây là cái dàn phơi thông minh mọi người ha. Đây dàn phơi của Hòa Phát mọi người. KS950. Thì nay mình sẵn mình lắp rồi mình chia sẻ cho mọi người luôn cái cách để lắp luôn ha. Tại vì mình thấy ở trên các cái shop mà bán đồ nè thì cũng có nhiều bạn comment lên shop kêu là sao nó không có ốc xít cáp đồ này nọ, thì cái này thật sự ra nó không cần mọi người. À, cái này cái giá mình mua là mình cho mọi người biết luôn ha. Cái giá là 490.000 mọi người. Là full luôn á mọi người ha. Đầy đủ hết. Hai cái thanh phơi bằng nhôm dài 2,2 m ha. Rồi phụ kiện của nó là đầy đủ hết. Các thứ ở trong đây. Cái này mình cũng đã tháo ra mình kiểm tra hàng rồi mọi người. Giờ mình cho mọi người xem. Đây là cuộn dây cáp ha. Dây cáp này để mình tí mình lắp lên cái hai cái thanh phơi nè. Này cái bộ quay của nó là mọi người. Bộ quay thì nó có hai cấp mọi người. Đây, mình kéo ra mình quay thì nó sẽ xoay cái sợi bên bên ngoài này. Đó. Đó, cái sợi bên bên phải. Đó. Còn khi mình đẩy vô á thì nó sẽ xoay cái sợi bên trái mọi người. Nó sẽ cuốn cuốn cái sợi bên trái. Đó, cái này nó tháo ra được đó mọi người, để hồng ra lắp vô. Đây. Sợi bên trái ha. Đó. Để tí mình lắp vô cho mọi người xem luôn. Thì sẵn mình làm mình chia sẻ cho mọi người cái cách để lắp luôn. Mọi người có thể mua cái bộ này về mình tự lắp được ha. Đây, tất cả các phụ kiện của nó là đầy đủ hết. Đây là cái nó giống như cái rồng rọc đó mọi người. Đó, để sợi cáp nó chạy trên đây. Cái đơn này nó sẽ được gắn ở ngoài cùng. Ngoài cùng cái đầu của cái thanh phơi á mọi người. Còn cái này á, thì nó sẽ nằm ở trong cái phía trong của cái thanh phơi mọi người. Nó sẽ bắt như thế này. Đó. Sợi dây cáp trên nó sẽ chạy sợi dây cáp của cái đầu á. Sợi dây cáp của cái thanh đầu á nó sẽ nằm ở ở trên đây. Nó chạy qua chỗ này. Còn sợi dây cáp của cái thanh thứ hai thì cái đầu 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 trong của cái thanh phơi á, nó sẽ chạy trên cái rồng rọc này. Ở đây nó có cái đây nó có hai cái rồng rọc dẫn hướng nữa mọi người. Đó. À, mình mua là 490.000 hả mọi người. Cộng cái phí ship nữa là phí ship này nó hơi cao mọi người. Tại vì nó có hai cái thanh phơi nó khá là dài, 2,2 m lận. Cho nên cái tiền phí ship nó hơi cao. Là tiền phí ship là 92.000. Đó. Rồi cái này là cái nắp chụp và để nó chụp chụp cái này lại cho nó đẹp mọi người. Khi mình nhìn từ phía dưới lên mình sẽ thấy có cái này thôi. Đó, khi mình tháo cái này ra nè, tháo cái đầu này ra này vậy. Chụp vô. Đó. Khi mình chụp vô thì nó nằm vậy. Để khi mình nhìn từ dưới lên mình chỉ thấy có cái chụp này thôi chứ mình không có thấy được cái rồng rọc này mọi người. Rồi. Để tránh mất thời gian thì bây giờ mình sẽ đi lắp nó vô mọi người ha. Giờ mình sẽ đi lắp nó cái dàn phơi này lên.
Rồi đây mọi người, đây là cái bát treo của cái thanh nhôm này ha. Đây cái bát này nó được bắt gắn như thế này mọi người. Đó. Rồi. Cái bát này thì mọi người không cần dùng cái ốc xiết cáp đâu ha. Đây nó có cái lỗ đây nè. Có nhiều bạn vô mấy cái shop bán đồ này nè, các bạn nói là sao không có cái ốc xiết cáp. Thực sự ra đây không cần mọi người. Đây, không cần ốc xiết cáp ha. Mình cọp vô như vậy, mình xỏ vô như vậy, mình lòn dây như vậy là cứng ngắt luôn mọi người. Bao luôn, bảo đảm rút không bao giờ ra. Đây, mình lòn cái sợi dây nó qua như vậy nè. Đó, thì khi cái sợi dây này nó rút thì nó sẽ siết cái đầu này lại. Nó sẽ siết luôn cái đầu dây này lại. Cái này càng rút mạnh thì cái này càng siết, bị siết lại cho nên nó không thể nào mà gọi là tuột ra được mọi người. Đây mình để mình chỉ mọi người cái cách xỏ luôn ha. Đây. Mọi người cứ xỏ dòng nó vô qua vậy ha. Xong ta xỏ dòng tiếp một dòng nữa. Tại cái lỗ này là nó vừa y hai lần xỏ dây mọi người. Vừa nhưng mà vừa bót luôn á nha mọi người, chứ không phải là nó vừa mà vừa còn rộng đâu. Nó bót lắm, phải nhét nó mới vô được. Đó. Xong rồi xuống dưới đây cái mình lòn cái sợi dây này qua. Đây, để mình chỉ cho mọi người đó. Đây ha. Cái mình lòn sợi dây này qua một vòng. Mình giữ cái đầu dây này qua, cái mình rút cái đầu dây kia lại. Đó, mình giữ cái đầu dây này qua đây nè. Mình giữ cái đầu dây này qua lòn bên cái sợi dây này. Đây, để em đưa gần cho mọi người xem cho nó rõ ha. Đó, mình giữ qua như vậy xong mình rút cái sợi dây này lên. Đó. Mình nắm cái sợi dây này mình rút lại nè. Đó, mình rút cái sợi dây này lại như vậy thì nó sẽ giống như mình cọc rút vậy mọi người. Nó vụt rồi, để mình cọc lại. Đó, mình làm vậy thì nó sẽ không bao giờ nó vụt ra được ha. Không cần phải ốc xiết cáp gì hết đó. Mọi người cứ làm giống như mình là không có cần phải ốc xiết cáp. Đó. Đây, mình giữ cái đầu dây này qua, cái mình rút cái đầu dây kia lại là xong. Để mình bảo mình nó làm nó vụt ra rồi giờ. Để mình xả cho nó dài lên tí. Đây. Rồi có thể lòn nó qua vậy nè. Rồi rút lại. Mình giữ cái đầu dây này, cái mình rút cái đầu lại là xong. Nó tự gài luôn mọi người. Tự gài chắc rồi luôn chứ nó không có cần nghe không? Mọi người thấy không? Cái dây nó chéo qua nè. Đó. Là nó gài lại cho rất là chắc. Bao luôn, không bao giờ vụt. Cái này không thể vụt được mọi người. Để khi mình rút vô là nó đè cái đầu dây kia lại. Đó, cái sợi dây này nó đè cái đầu dây kia lại là nó không bao giờ vụt ra được. Cái này nó nằm bên đây thì nó mới đúng. Đó, mọi người lòn giống vậy nè ha. Đây cái này mình đã gắn rồi nè. Đó, mọi người lòn sao cho nó nằm bên đây nè, nó đè cái đầu dây này lại nè. Đó, như vậy thì bao luôn, bao chắc vậy ha. Trời đây mọi người, sau khi mình cột một cái đầu dây vô trong cái kẹp của cái thanh phơi này ha. Cái này hồi nữa mình xỏ vô trong cái thanh phơi mọi người. Còn cái đầu dây còn lại ha. Đầu dây còn lại là trước tiên mình xỏ vô trong cái con ốc nhựa bằng nhựa đen này trước rồi mọi người. À, mình xỏ từ dưới xỏ lên ha. Đó, để tí cái đầu này mình dặn lên nè mọi người. Đó, tiếp. Xong mình xỏ vô trong cái chụp này nha mọi người. Chụp này mình cũng xỏ từ dưới xỏ lên luôn ha. Tí nữa cái chụp này nó sẽ chụp lên vậy nè mọi người. Con này nó dặn vô, chịu lại ha. Cái con này nè. Con nhựa đen này nó dặn vô, nó chịu lại nè. Nó chịu cái chụp nhựa này lại. Cái dây nó lòn qua đây. Rồi, tiếp tục mình sẽ xỏ dây nha. Rồi, mình chia sẻ cho mọi người luôn. Ở đây có một cái nó hơi bị lỗi nè mọi người. Cái này lúc mà mình bẻ xuống á, là xỏ sợi cáp đây lòn vô, sợi cáp nó bị cạ lên phía trên này mọi người. Cho nên mình khỏi xài cái này luôn. Khỏi xài cái này, mình bẻ nó lên trên luôn mọi người. Đây, mình lấy nét cho mọi người xem. Đó, mình bẻ lên trên mình bỏ luôn ha. Không cần xài cái dẫn hướng này nha. Tại vì cái dây cáp nó cũng không thể nào lọt ra bên ngoài này được mọi người.
nên mình bẻ lên mình bỏ luôn để nó cạ, lâu ngày nó cạ nó sẽ bị đứt cáp đó. Thì sau khi mọi người xỏ xong cái chụp với lại cái nhựa với lại cái chụp rồi, thì mọi người xỏ dây ngược từ dưới xỏ lên ha, xỏ ngược từ dưới xỏ lên nè, đó xỏ lên trên này đó, mọi người xỏ lên vậy ha. Và xỏ lên xong thì mình có thể gắn cái chụp này vô luôn mọi người, gắn cái chụp này vô trước luôn cũng được ha. Chứ một tí nữa mọi người khỏi phải gắn, lúc mình xỏ dây rồi mình gắn luôn, một tí mình khỏi leo lên mọi người đó, rồi dặn lại luôn đó, mình dặn cái chụp lại luôn nha mọi người đó, mọi người thấy không. Mọi người xem thông cảm nha, tại vì cái điện thoại mình quay ở đây chỗ này nó bị nắng mọi người, cho nên là nó bắt nét, nó không có, nhiều khi nó không được rõ đó. Và mọi người chỉ biết xỏ dây như vậy thôi là được ha, mình xỏ như vậy. Rồi cái đầu dây còn lại này mình sẽ xỏ qua cái rồng rọc đôi bên kia đây, để mình lấy nét cho mọi người xem đó, cái rồng rọc đôi nha, chỗ mình lấy nét cho mọi người cái rồng rọc đôi đó. Khi mình xỏ xong đầu dây bên đây, mình sẽ qua mình xỏ cái đầu dây bên kia, xỏ vô cái rồng rọc đôi đó ha. Rồi qua cái tới cái rồng rọc đôi thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách để mình xỏ sao cho đúng luôn ha. Mọi người thông cảm nha, tại vì mình leo trên cái thang, mình vừa làm vừa quay nè, nên nó hơi khó lắm. Rồi mọi người, cái từ còn tương tự cái bên còn lại thì mình cũng xỏ như vậy luôn ha. Mình có cái hai bên nè mọi người đó. Đó, cái dây bên trái này mình cũng xỏ giống vậy luôn, cũng giống như dây bên phải luôn, mình xỏ cái cục nhựa đen này vô trước nè mọi người. Cục nhựa này để dặn cái chụp lại mọi người đó, xong mọi người xỏ vô cái chụp ha. Đó, xỏ vô như vậy rồi xong, cái bắt đầu là cái dây này mình sẽ vô cái đồng rọc đơn ha. Rồi cái dây bên đây mọi người cũng xỏ từ dưới xỏ lên giống như cái dây bên kia giùm mình ha. Đây, để mình xỏ vô đây mọi người, xỏ từ cái lỗ ở dưới này mình xỏ lên mọi người, không mình xỏ cho nó lòn qua bên kia mọi người đó. Mình xỏ lại trước rồi mình lòn qua luôn cũng được đó. Vậy hả mọi người đó, mọi người xỏ vô như vậy. Đây, để mình quay cận cảnh luôn cho mọi người xem nó bị dướng thấy không. Đây, mọi người xỏ anh vậy đó, từ dưới xỏ lên, xỏ rút dây lên mọi người ha. Cái dây này mình còn cái đầu dây này mình, khi mình xỏ vô rồng rọc đơn này thì nó sẽ đi, cái đầu dây này nó sẽ đi qua cái rồng rọc đôi nha mọi người. Rồi mình gắn cái này vô luôn nè, mình gắn cái chụp vô luôn ha, mình gắn vô trước luôn một tí nữa, mình không phải gắn nữa, tí mình khỏi phải leo là mình gắn mọi người đó. Khi mình gắn vô thì nó sẽ như vậy. Rồi mình kéo lên, kéo cái dây qua để mình lòn vô cái đồng rọc đôi mọi người ha. Rồi giờ mình qua mình lòn cái dây rồng rọc đôi luôn. Rồi đây là cái đồng rọc đôi mọi người ha, đây cái đồng rọc đôi nè. Nè, cái chỗ này mình chia sẻ cho mọi người luôn nè. Đây, cái rãnh cái chỗ này nó cao hơn cái rãnh của cái rồng rọc mọi người. Đây, để mình lấy nét. Nó cao hơn cái rãnh của cái rồng rọc mọi người ơi, cho nên là nó sẽ bị cạ cáp ha, lỗ này nè. Đó, cho nên là mình sẽ bẻ lên luôn, mình không có xài cái rãnh đó nữa. Đó, mọi người thấy không, nó cao hơn không. Đó, thì lòn sẽ cáp vô, nó sẽ bị cạ mọi người, nên tí mình lấy cái kìm bẻ này lên thôi. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lòn dây ha. Mọi người lòn cho mình là vô cái rồng rọc trên nha mọi người. Cái này nó rồng rọc đôi nhưng mà nó có hai cái trên cái dưới mọi người. Mọi người lòn vô cái đầu cái trên ha. Mà bìa phía bìa ngoài của cái rồng rọc trên nha mọi người. Cái bề ngoài ha, bề ngoài để một tí cái đầu dây này nó vô cái rồng rập dẫn hướng mọi người, nó vô cái rồng rập dẫn hướng bên đây, đây mình nó vô cái rồng rập dẫn hướng mình lắp bên đây nè,
thì nó sẽ túm vô thì nó mới có tác dụng chạy trên cái đồng rập này được ha. Đó. Rồi tương tự cái dây bên đây mọi người cũng lồng lại vậy luôn, bề ngoài luôn ha. Rồi đây mọi người lồng mình vô cái bề phía ngoài này luôn ha, cái bề phía ngoài đây, cái bề ngoài này lồng quanh kia đó. À, mọi người lồng qua phía bề ngoài luôn giùm mình ha. Mình vừa làm vừa cầm á mọi người, cầm cái điện thoại mình quay á nên nó khó khăn mọi người, khi quay nó không rõ nữa, nhưng mà chắc mọi người xem mọi người sẽ thấy được. Rồi xong rồi bắt đầu mình lồng vô cái đồng rập dẫn hướng nha mọi người. Rồi đây là cái đồng rập dẫn hướng nè mọi người, thì nó có hai rãnh ha. Đầu tiên mọi người sẽ xỏ vô cái rãnh bìa luôn nha mọi người, xỏ cái rãnh bìa ha, xỏ thẳng vô cái rãnh bìa nha mọi người. Đó, xỏ thẳng vô rãnh bìa. À, mọi người xỏ thẳng vô cái rãnh bìa ha, xong mọi người quay cái đầu dây ngược lại, xỏ ngược từ đằng sau xỏ tới nha mọi người, xỏ vô cái rãnh còn lại ha. Đây để mình xỏ cho mọi người xem. Đó, xỏ ngược ra, xỏ ngược từ đằng sau xỏ lên nha mọi người. Đó, vòng ngược lại giống như mình vòng ngược lại vậy đó. Rồi ha. Và tương tự cái dây kế bên đây mình cũng làm giống vậy nha. Ừ, rồi đây mọi người, thì tương tự giống vậy mình cũng xỏ cái rãnh bìa của cái rồng rồng còn lại luôn. Xỏ vô rãnh bìa là mình xỏ thẳng vô nè. Đó, xong mình mới vòng dây ngược lại thì mình mới xỏ từ trong xỏ ra ha mọi người ha. Đó, mình xỏ vô rãnh bìa nè. Đây, rồi mình xỏ rãnh bìa xong mình xỏ cái rãnh còn lại là mình sẽ là rãnh phía trong á mọi người. Mình sẽ xỏ ngược từ trong xỏ ra ha. Đó. Đó, giống như mình vòng ngược lại vậy đó. Rồi thì khi mình vòng ngược lại vậy á thì tí nữa nó sẽ ra một cái đầu dây, nó sẽ ra là một cái đầu dây, nó sẽ ra một cái đầu dây như vậy mọi người, gấp đôi như vậy ha. Đó là tí cái chỗ gấp đôi này mình sẽ canh nó rút lên hết cho nó đủ, cho nó bằng ở trên cái mái trên luôn, xong rồi mình sẽ nhét đúng ngay cái điểm giữa này vô trong cái móc, nó có cái móc mọi người, cái móc ở chỗ cái cụm tay quay á mọi người. Đây để mình quay đó, cái cụm tay quay này mọi người thấy không đó, tí nữa nó có cái móc móc vô. Rồi đây, sau khi mọi người xỏ vô cái rồng rập đôi vòng cái đầu dây ngược lại ha, thì cái đầu dây ngược lại là mọi người xỏ vô cái rồng mình nói nhầm, sau khi mọi người xỏ vô cái rồng rập dẫn hướng ha, thì cái đầu dây quay ngược trở lại của cái đầu của cái rồng rập dẫn hướng thì mọi người sẽ xỏ vô trong cái rồng rập đôi này, vô cái bánh xe dưới của cái rồng rập đôi nha mọi người. Đó, xỏ vô đây rồi xỏ ngược trở xuống nha mọi người, xỏ có cái lỗ phía dưới á mọi người, xỏ ngược trở xuống dưới nè. Đó, để mình quay cho mọi người xem nè. Đó, có cái lỗ phía dưới nè mọi người, xỏ là nó lọt xuống dưới nè, thấy không? Đây, mình quay cho mọi người xem. Đó, mọi người xỏ vô cho nó lọt trở xuống ha. Ok, vừa cầm vừa quay khó quá. Đây mọi người nè, mọi người thấy không, sợi dây này nó lòn vô đây, nó lòn ngược trở xuống đây ha. Xong cái bắt đầu mình lòn cái chụp vô luôn ha mọi người ha. Rồi mọi người xỏ vô trong cái chụp giùm mình luôn ha. Đây cái chụp, cái chụp thì mình xỏ dây cái chụp này mình xỏ ngược từ trên xuống luôn nha mọi người, mình để ngửa vậy nè. Đó, mình để ngửa cho mình xỏ ngược từ trên xuống luôn. Đó, mình gắn lên thì khi nó chụp lên nó sẽ chụp lên đây vậy. Rồi mọi người xỏ luôn cái cục nhựa vô luôn ha. Cái cục nhựa để dặn cái chụp lại nè mọi người. Rồi mọi người có thể dặn trước lại luôn. Đó, đây mình dặn trước lại luôn nè. Cho nó nằm đây luôn nha mọi người. Tí nữa mình không phải leo lên dặn nữa mọi người. Vậy nó đỡ cực ha.
để mình lòn dây xong là coi như ở cái phần ở trên là mình xong rồi đó, là mình tí mình xuống dưới mình làm thôi. À, khi xỏ dây xong mọi người thấy vậy nè, sợi dây nó sẽ được lòn này, dây này, sợi dây đầu này nó sẽ là dây đầu còn lại của cái thanh phơi nha mọi người. Rồi đây mọi người, thì tương tự thì cái bên còn lại mình cũng xỏ y vậy luôn ha. Mình xỏ từ trên nè, cầm xuống dưới cái lỗ nè. Đó, mình xỏ vòng vô trong cái lỗ luôn nha mọi người. Xỏ vòng vô cái rồng rọc cho nó xuống cái lỗ ở dưới nè. Rồi để mình chỉnh cho nó vô cái lỗ ha. Mình làm có một tay thôi, nên nó hơi khó. Đó, nếu mọi người làm hai tay thì nó quá dễ rồi. Đó, lòn xuống rồi. Tương tự trang bên kia ha mọi người ha. Xong mình xỏ nó chụp vô. Xỏ nó chụp vô nha mọi người. Xong rồi mình xỏ ốc nhựa vô, mình dặn lại là xong ha. Rồi đây, xong rồi. Sau khi mọi người xỏ xong thì đầu dây cuối cùng mình cột trở vô trong cái móc này. Xong cái kẹp cái thanh phơi này là xong nha mọi người ha. Cột giống như lúc ban đầu mình cột ha mọi người ha. Thì mình cột vậy á. Còn mọi người thích làm cách khác thì mọi người cứ làm. Tại vì mình thấy cột vậy nó đủ chắc rồi thì thôi. Chứ nếu không thì mình sẽ làm cái cách khác. À, nếu có cách khác thì mọi người cũng có thể làm một cái cách giống vậy. Mình gấp đầu dây này ngược lại ha. Rồi mình xỏ một cái cọng kẽm hay cọng gì vô trong này. Mình xỏ ngược trở lên à, đó. Thì mình cột cái đầu trên này lại thì nó cũng chắc mọi người, nhưng mà điều nó hơi thô một tí à, nhưng mà nó sẽ chắc hơn. Rồi giờ mình sẽ cột vô, mình gắn vô, xong mình review cho mọi người xem luôn ha, cái thành quả cuối cùng ha. Rồi đây mọi người, đây mọi người thấy ngay cái đầu dây tai mình nè. Mọi người thấy nè, sau khi lòn dây xong chúng ta sẽ có hai cái đầu dây như thế này. Đó, mình kéo căng nó lên hết luôn nha. Kéo căng hai cái đầu trên này lên hết trên cùng luôn nha mọi người. Đó. Mọi người kéo sát lên trên hết hai các cái đầu điểm mà để móc móc cái thanh nhôm á. Mọi người kéo căng lên hết. Đây để mình quay lên cho mọi người xem nè. Đó. Mọi người thấy không, từ cái rồng rọc dẫn hướng nó đi xuống nè, hai dây nè, hai dây đều là hai dây đôi ha. Đó là cái đầu dây đôi này, và cái đầu dây đôi này mình sẽ xả cái đó, mỗi bên là mình sẽ xả cái cáp của bộ quay ra mình móc vô mọi người ha. Xả cái cáp của bộ quay ra mình móc vô. Rồi bây giờ mình sẽ móc nó vô nha mọi người. Đây em, mình để mình quay lại cái chỗ cái đầu dây mình lòn dây cho mọi người xem nha. Đây cái đầu dây mình lòn dây nó là nhìn nè mọi người. Mình quay cận cảnh luôn cho mọi người xem cho nó dễ. Đó. Đây mọi người. Đó, mọi người thấy không? Cái dây cáp nó lòn vô y như vậy nè. Cái đầu dây đôi nè. Cái đầu này là của cái dây, nó của cái bộ quay nha mọi người nè. Bộ quay nó nằm ở đây. Đây. Đây nếu mọi người gắn cái bộ giống mình thì mọi người chú ý cho mình là cái gắn cái chữ này nó thẳng lên trên ha. Chứ nó đừng xéo qua mọi người, khi cái dây này quay nó sẽ bị cạ vô đây nè. Đó, mọi người gắn vậy thì quay cái dây này không bao giờ nó cạ vô trong cái này được. Nếu mà cạ vô đây nó bị đứt dây mọi người. Dễ bị đứt dây ha. Mọi người đừng để, tránh đừng để cho nó cạ. Bên này cũng vậy luôn nha mọi người. Nè bên đây nè, hai dây mọi người gắn y vậy cho mình ha là được. Mọi người đợi xíu mình bắt nét nha, chứ nó dễ nhìn. Rồi để cái điện thoại mình nó bắt nét chậm lắm mọi người.
đó, mọi người thấy không, hai cái đầu dây móc vô vậy là xong rồi đó, và cứng ngắt luôn mọi người. Người ta làm, người ta thiết kế sẵn rồi mọi người, chỉ việc móc cho thôi là xong rồi. Giờ mình đi xả xuống, mình gắn cái thanh phơi vô nha mọi người. Rồi mọi người, cái đầu thanh nhôm nó, cái thanh nhôm nó như vậy thì cái đầu nó nè, đây mọi người chỉ việc gài này cái đây vô thôi là được ha. Cái này nó có cái đầu, cái móc của nó hơn nó về mọi người, mọi người gài vậy thôi là được rồi ha. Cái này nó hơi bóp mà mình mua về mình sửa lại một tí ha là ok nha mọi người. Đó, mọi người gài như vậy xong mình chỉnh cái này cho nó chạy cái khoảng cách, mọi người canh cái khoảng cách cho nó trên thanh nhôm này cho nó bằng với khoảng cách trên hai cái rọc rọc là ok mọi người ha. Rồi đây mọi người ơi, đây là thành quả của mình đây mọi người. Đó, mọi người thấy hai cái thanh phơi mình quay nó sát lên trên nè, và cái tay quay nó nằm bên đây mọi người. Lúc đầu mình gắn nó bên đây nhưng mà gắn bên đây nó bị ngược tay mọi người, giống lên cái tay quay bên phải nó bị ngược tay, cho mình đổi lại mình gắn bên trái ha, thì mình quay tay phải nó sẽ thuận hơn. Rồi để mình chia sẻ cho mọi người luôn cái bộ tay quay này luôn. Đây mọi người, bộ tay quay nè, khi mình để như vậy thì quay nó sẽ chạy cái sợi dây phía trong này ha mọi người ha, dây phía trong ha, dây phía trong này đây, để mình quay cho mọi người xem. Đây. Ở đây nè, quay qua đây hy vọng là mọi người sẽ thấy, tại vì nó ngược sáng mọi người nên nó hơi khó thấy ha. Đây mình quay cái thanh phơi nó xuống rồi mọi người. Đây mọi người thấy không? Đó. Đây mọi người. Đó, ở trên là cái chụp đó, mọi người thấy không? Cái sợi dây nó đi lên nè. Mình quay nguồn sáng chắc là cũng hơi khó thấy rồi nha mọi người. Rồi, cái bộ quay này khi mọi người kéo ra thì nó sẽ quay, nó sẽ chạy sợi dây bên phải này mọi người. Đó. Đây mọi người nhìn thấy nè, sợi dây bên phải nó chạy nè. Đây. Cái nút đó là mình để mình quay cái ngay cái nút cho nó chạy lên cho mọi người thấy nè. Đó. À, cái mình quay cái thanh phơi bên phải, bên ngoài xuống cho mọi người xem nè. Đây mọi người, thanh phơi này nó có lỗ sẵn luôn nha mọi người. Đấy, mình móc quần áo vô cho nó tiện ha. Đây, khi mình gắn vô hoàn chỉnh thì cái bát kẹp nó xỏ vô đây mọi người. Nó có cái này, nó có kèm theo cái nút, cái bịch đầu bằng nhựa luôn mọi người, nhìn nó rất là đẹp ha. Nhìn nè. Rồi cho mọi người xem lại một lần nữa ha, trước khi mình kết thúc video của mình đây ha. Rồi video của mình đến đây xin kết thúc nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình rất nhiều nhé. Thank you.